Phần 2. Hồi ức chiến trường ca. Phần 2. Tiến công giải phóng Campuchia. Liên lạc đại đội. Tối ngày 9 tháng 12 năm 1978, rạng sáng ngày 10 tháng 12 năm 1978, chúng tôi được lệnh thay chốt cho C1, lính nằm viện do bị thương của những trận đánh trước đây của C2, đang trên viện E, trung đoàn, F, sư đoàn. Anh em đi học, đi hội thao văn nghệ bóng đá, bóng bàn cấp F, hay đi đâu đó theo phân công của đơn vị, cũng ào ạt trở về đơn vị, khẩn trương chuẩn bị tham chiến. Lính mới của những đoàn mới và bổ sung kịp thời cho đơn vị nên quân số C2 chúng tôi tăng rất nhanh. Chỉ mới đó, điểm đi điểm lại C2 đã 70 người. Một đội quân phá mạnh và phần lớn là những tay súng kỳ cựu đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tính nghiêm trọng của tình hình chiến sự lúc đó lộ rõ trên nét mặt các sĩ quan chỉ huy. Họ cũng không ngần ngại cho lính cấp dưới biết được tình hình hiện tại và cái chốt chúng tôi sắp lên thay là vô cùng quan trọng của đội hình chốt toàn E. Giờ thay chốt đã được các cấp ấn định và kiểm tra giám sát. Xe trưởng lịch của chúng tôi mấy ngày nay đi đâu vắng, không thấy có mặt trong đơn vị. Thì ra anh lên chốt C1 để chiến đấu và nắm bắt tình hình thực tế. Ở tuyến sau đã có xe phó đông và chính trị viên tập lo rồi. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, người chỉ huy phải nắm bắt, nghiên cứu trước tình hình. Bước chuẩn bị này là vô cùng cần thiết. Đó là cái rất quan trọng của người chỉ huy quân sự có đầu óc. Bởi vậy, khi lên thay chốt cho C1, anh Lịch đã thuộc từng hầm hố như lòng bàn tay và những gốc cây vị trí ngoài chốt mà địch có thể lợi dụng địa hình để phản công ta. Nhiều lần, C2 đã lên chốt giữ vị trí này, nên anh em cấp dưới cũng thuộc cả. Tuy có sự thay đổi về hầm hố theo mùa hay từng vị trí của địch bên kia, quan trọng hơn là cũng cần nắm rõ địch là đơn vị nào, tâm lý, cách đánh, các loại hỏa lực chi viện tấn công của chúng. Người chỉ huy quân sự dũng cảm này của C2 chúng tôi là người có tầm nhìn rộng, kinh nghiệm hiểu biết và căm ghét bốt đến tận xương tủy. Anh có một người chú cũng đã nằm xuống tại biên giới tháng 12 năm 1977, khiến anh có quan điểm rất rõ ràng, không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù. Tận mắt chứng kiến những đồng đội